Hít hai lên. Thở về. Hít ba lên, giữ lại tại đây, hai tay đan vào nhau, đặt hai ngón cái của mình dịch cằm của mình đẩy cao. Rồi từ từ đưa cằm về sát ngực, đưa hai tay lên sau gáy của mình ép căng xuống, giữ lại ở đây 5 nhịp thở. Từ từ tách tay mặt về chính diện. Rồi, tay nghiêng cổ, hít nghiêng sang trái, thở nghiêng sang phải, hít nghiêng sang trái, thở nghiêng sang phải, hít nghiêng sang trái, giữ lại, đưa tay trái của mình ép căng cơ cổ này. Tay phải tách ra hướng xuống, các đầu ngón tay xuống sàn nhà của mình, tạo cho cơ cổ căng ra, giữ lại ở đây 5 nhịp, hít thở. Từ từ đổi bên. Ngồi tách tay mặt về chính diện. Ngồi thật quay cổ. Hít nghiêng sang trái về sau. Sau phải thở cầm về sát ngực. Hít hai. Thở. Hít ba. Thở. Hít bốn. Thở. Hít năm. Thở, ta đổi chiều, hít 1, thở, hít 2, thở, hít 3, thở, hít 4, thở, hít 5, thở, từ từ mặt về chính diện, tập phải động vai của mình, hai tay đặt nhẹ lên vai, cùng trỏ chạm vào nhau, quay tròn cái vai của mình. Giữ cho hơi hít thở của mình thật là đều, cố gắng mở rộng hết cỡ, ép sát vào. Rồi ta quay ngược lại. Rồi tách tay ra, quay tròn hai cùi chỏ tay của mình cầm sát, giữ căng nha. Quay ngược lại. Rồi hai tay đan vào nhau, khởi động cái cổ tay của mình. Rồi quay ngược lại. Rồi hít căng hơi cao lên, giữ lại ở đây với cái chân nhà. Rồi từ từ nghiêng sang trái, đặt tay trái lên tay ghế, tay phải đặt lên đùi trái của mình, ép căng mắt lên sang vai trái, giữ lại tại đây, hít sâu và chậm về 50 thở. Hít vươn cao lên, thở đổi bên. Vươn cao lên. Rồi, thở từ từ hạ tay. Rồi hai tay đặt nhẹ lên đùi của mình. Hít vươn cao ngực của mình lên. Thở từ từ gập nghiêng người về trước. Ai tốt có thể hạ tay xuống sàn nhà của mình. Hoặc không có thể đặt tay lên đầu gối của mình, đùi của mình. Ép sát hai cùi chỏ tay vào gặp người giữ lại. Đẩy cái hông ra sau cho cái lưng dưới của mình thẳng ra, ưỡn ngực của mình lên. Rồi từ từ hít vươn lên,
hít vươn